Xin chào các bạn. Khi các bạn có những cây hoa lan đang phát triển tốt, đang rất xanh và có những cành hoa rất to như thế này, hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống rất đơn giản khi những bông hoa trên cành đã không còn nữa. Các bạn hãy cắt ngang đây. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Và hãy bôi vào phần này của cành hoa. Phần này đã khô tự nhiên nên các bạn không cần phải bôi gì vào đây. Và hãy gỡ lớp vỏ này ra. Cây nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Các bạn sẽ cắt một vết xéo ở đây để giúp cho việc hút nước được dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng một củ hành. Củ hành có tính kháng khuẩn, có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan đắm chồi rất nhanh. Và hãy sử dụng phần vỏ như thế này. Các bạn hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả vào lọ. Các bạn cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cành. Và hãy đặt cành hoa lan vào đây. Các bạn cho nước này vào. Và các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Và hãy sử dụng phần còn lại này để tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, côn trùng và giúp cho cây phát triển được khỏe mạnh hơn. Sau 30 phút, dinh dưỡng đã được hấp thụ vào cành hoa. Các bạn lấy ra. Và chúng ta sẽ lau khô. Các bạn khoét những lỗ trên ly nhựa để giúp cho trao đổi không khí, giúp giữ ẩm. Và hãy sử dụng miếng mút cắm hoa.
sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Rồi các bạn hãy ghim cành hoa lan vào. Sau đó hãy cho nước vào. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và chúng ta sẽ đậy lại như thế này. Và sau 4 tuần, những cây hoa lan nhỏ đã bắt đầu được hồi sinh. Những cây nhỏ đã phát triển được rất tốt với cách làm này. Các bạn hãy thường xuyên kiểm tra để chúng ta cho thêm nước vào đây. Và chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. 4 ngày một lần, các bạn phun sương như thế này để giúp cho cây nhỏ được giữ ẩm, thì những cây hoa lan nhỏ này sẽ được lớn nhanh hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đậy lại. Các bạn hãy đặt vào vị trí cũ. Và đây là kết quả. Sau 3 tháng tiếp theo, những cây hoa lan nhỏ đã được phát triển rất tốt. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta nhân giống những cây hoa lan từ cành hoa. Những cây nhỏ đã phát triển xanh tốt và rất khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, khi cây đã có được những chiếc rễ khỏe mạnh, các bạn có thể yên tâm để trồng, giúp cho những cây hoa lan này sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và các bạn hãy cắt để chúng ta trồng vào chậu. Và mình sẽ trồng lại với vỏ thông. Vì cây nhỏ nên các bạn hãy trồng bằng rêu ở trên đây. Cây nhỏ sẽ được lớn nhanh và rất dễ dàng. Hy vọng với những phương pháp đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta nhân giống được những cây hoa lan nhỏ phát triển nhanh hơn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp rất nhanh để phục hồi một cây hoa lan bị thối mà ai cũng làm được. Khi hoa lan có những chiếc lá đã bị thối, bị nấm, các bạn không được tưới nước cho những cây hoa lan này
vì nó sẽ làm cho nấm và vi khuẩn phát triển rất nhanh. Các bạn hãy cắt bỏ những rễ bị hư này. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ. Và những rễ tốt này các bạn hãy giữ lại. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Và đối với những cây hoa lan khi phục hồi, nếu các bạn không làm sạch thì cây rất khó phục hồi được. Và như mọi khi, chúng ta cần phải lau lại cho thật khô để làm sạch bụi bẩn. Những chiếc rễ này còn rất tốt. Và phần này đang có phần ngọn đang phát triển. Các bạn không được gỡ phần này ra để giúp cho phần ngọn này được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn hãy sử dụng một phần vỏ khô của củ hành. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Và các bạn sử dụng thêm một phần vỏ tươi. Sau đó chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Các bạn hãy cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Và hãy cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước nguội để dinh dưỡng được hòa tan vào nước. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy nước này
Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây, cho nước này vào. Và chúng ta hãy để trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Các bạn dùng nước còn lại này chúng ta sẽ chăm sóc cho những cây đang phát triển. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm, côn trùng, được bảo vệ rất tốt. Các bạn nên áp dụng 14 ngày một lần cho những cây hoa lan. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt được phục hồi rất nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp cho bộ rễ hoa lan luôn được bảo vệ, không bị nấm và côn trùng. Những chiếc rễ sẽ được xanh tốt và phát triển khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy ra và hãy để cây ở nơi mát trong một ngày. Sau một ngày, khi tất cả những chiếc rễ này đã được khô lại, chúng ta sẽ phục hồi cây rất nhanh. Và những cành hoa này các bạn hãy cắt. Để dinh dưỡng tập trung, giúp cho phần ngọn này được phát triển nhanh hơn. Còn cành hoa này, các bạn đừng vội bỏ đi. Mà chúng ta sẽ giữ lại, vì những phần này sẽ được hồi sinh những cây hoa lan nhỏ, các bạn nhân giống được dễ dàng hơn. Và cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được cây nhỏ rất nhanh. Những cây hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh từ những phần gốc này. Và chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây. Và phần này là nước. Các bạn trồng lại với chất trồng khô là vỏ thông. Các bạn không tưới nước cho cây thêm 2 ngày nữa. Sau 2 ngày, các bạn hãy cho một ít rêu để giúp cho chậu cây giữ ẩm. Các bạn cho nước vào. Và hãy để trong 10 phút để giúp cho chất trồng được giữ ẩm.
Sau đó các bạn lấy ra. Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không được tưới quá nhiều nước. Chúng ta tạo những lỗ thoáng khí trên ly nhựa này để giúp ngăn côn trùng và giữ ẩm. Các bạn đậy lại và hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và đây là kết quả sau một tháng tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh ngay tại phần ngọn này. Cây đã rất khỏe mạnh. Rễ cũng đã phát triển thêm. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này sẽ được phát triển nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng phần vỏ khô của một củ hành. Nó sẽ giúp ích cho hoa lan rất nhiều. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và hãy tưới vào gốc của cây 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển rất nhanh và khỏe mạnh hơn. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi phần ngọn và đang phát triển rất tốt. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Mình luôn có tạo nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp nhất. Giai đoạn này, chúng ta sẽ không cần phải đậy lại nữa, mà các bạn hãy cho cây ra ánh sáng để cây tập làm quen và thích nghi tốt hơn khi ở môi trường bên ngoài. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm tốt hơn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan đã bị thối mà các bạn rất dễ làm tại nhà. Khi một cây hoa lan có những chiếc lá đã bị thối, các bạn cần phải ngưng tưới nước để vi khuẩn và nấm sẽ không phát triển thêm trên những cây hoa lan này. Sau đó các bạn hãy cắt ngăn đây.
và phần này tuy đã còn xanh, nhưng những chiếc rễ này đều đã bị khô và thối hết. Các bạn không thể nào phục hồi lại được. Và hãy gỡ bỏ những chiếc lá đã bị thối như thế này ra khỏi cây. Thối nhũng và nấm sẽ lây lan rất nhanh cho những cây hoa lan khác. Và trên đây, chiếc lá vẫn còn xanh tốt. Cây hoa lan này sẽ được phục hồi rất nhanh. Và hãy rửa cho thật sạch chiếc lá này. Khi các bạn rửa sạch, nó sẽ loại bỏ bụi bẩn. Chiếc lá sẽ được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn dùng những miếng bông mềm lau khô lại. Hãy dùng một củ hành có tính kháng khuẩn tự nhiên. Nó sẽ rất tốt cho hoa lan phát triển nhanh và được hồi sinh. Các bạn chỉ sử dụng phần vỏ như thế này. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Các bạn cho vào nửa lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sử dụng thêm 2 thìa gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Cho vào nửa lít nước. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Và hãy cho nước gạo này vào đây. Các bạn hãy rửa chiếc lá hoa lan lại một lần nữa. Và cách làm này để giúp cho chiếc lá được phát triển nhanh hơn. Sau đó các bạn sử dụng bông mềm và lau cho thật khô. Cách làm này sẽ giúp cho cây hoa lan được phục hồi rất nhanh chóng. Các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy ra.
và lau khô lại. Đặt ngược cây ở nơi mát trong một ngày. Sau một ngày, khi các bạn thấy gốc của cây đã được khô lại, chúng ta sẽ rất yên tâm để phục hồi lại cây hoa lan này. Các bạn hãy sử dụng nắp của một ly nhựa. Và dùng một miếng bông mềm hút nước. Sau đó các bạn sẽ đặt chiếc lá lan vào đây. Các bạn sẽ đặt vào đây và hãy cho nước vào. Với cách làm này, nước sẽ không chạm vào gốc của cây. Khi nước ít, hãy bổ sung thêm. Phần này sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho gốc cây nhưng không quá ướt. Các bạn hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Dùng nước để phun sương giữ ẩm 4 ngày một lần để giúp lá không bị héo rũ. Và đây là kết quả. Sau 50 ngày tiếp theo, rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Và với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh rễ khỏe cho hoa lan. Những chiếc rễ đã phát triển rất tốt. Và nó cũng đã làm cho chiếc lá non phát triển thêm, rất xanh tốt và khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh rễ khỏe cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Đến giai đoạn này, rất yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Xin chào các bạn. Để đơn giản và dễ dàng hơn trong việc chăm sóc những cây hoa lan luôn có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và rất dễ để những cây hoa lan luôn xanh tốt
khỏe mạnh, hoa sẽ luôn nở nhiều và đẹp rực rỡ quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Chúng ta cho thật nhiều nước vào. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan luôn duy trì độ ẩm trong rễ và chất trồng. Các bạn để như thế này trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Nó có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, giúp ích cho hoa lan phát triển. Và trong vỏ hành có tính kháng khuẩn tự nhiên, hoa lan sẽ phát triển rất nhanh. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi hoa lan mua về hoặc đã trồng lâu mà không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Và cách làm này để giúp cho rễ mới phát triển được nhanh hơn. Những cây hoa lan mua về thường trồng trong chất trồng công nghiệp. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ này. Cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị khô. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Chúng ta sẽ phun đều lên các chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm và các loại côn trùng trên hoa lan như là nhện, bọ trĩ, riệp. Và nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển xanh tốt hơn. Các bạn hãy thực hiện vào buổi sáng sớm. Đến chiều, những chiếc lá này sẽ khô lại. Hoa lan sẽ luôn xanh tốt và không ảnh hưởng gì. Sau đó các bạn sẽ tưới vào gốc của cây. Và chúng ta hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Hoa lan sẽ phát triển được rất nhanh. Và các bạn sẽ để như thế này trong 25 phút. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan yếu ớt, chậm phát triển, rễ phát triển được rất nhanh. Và đây là loại phân bón hữu cơ rất tốt và giàu dinh dưỡng cho hoa lan.
sau đó các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan này trước khi trồng lại. Với những cây có những chiếc lá đã bị nhăn hoặc bị mềm hoặc vàng lá thì với loại dinh dưỡng hữu cơ này, cây sẽ vừa phục hồi rất nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ như thế này, cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Rễ sẽ được phát triển và được bảo vệ tốt hơn. Sau đó hãy lấy ra và đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Lá sẽ luôn xanh, khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển được tốt hơn. Và với cách làm này, những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt, hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.